Các bạn đã quay trở lại với chúng tôi tại trận đấu mang tính chất quyết định xem liệu đội nào sẽ đại diện cho VCS giành lấy chiếc vé đầu tiên đến với lại chung kết thế giới năm nay. Và chúng ta đang được chứng kiến kết quả là 1-1 dành cho cả Gami Sport và Viking Sport, và ngay sau đây sẽ là ván đấu bản lề. Nói chung thì đây cũng coi như là một ván đấu, một cặp đấu BO3 mà thôi. Bản lề gì thì cũng là đưa về BO3 hết. Mà có chị Nghi ba ván ở đây rồi thì nghĩ là cũng ba ván, bây giờ hết Nghi ba ván rồi, bây giờ là Nghi bốn ván cộng rồi. Bây giờ sẽ Nghi năm ván rồi đấy, cộng hai rồi đấy. Nhưng mà đây có thể coi là một cái cặp đấu mà chúng ta nhìn thấy là sự cân bằng, khi mà cả hai bên đều có những cái toan tính nhất định và phần cấm chọn cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kỹ năng xử lý cá nhân của tất cả những người chơi đều là rất cao. Vì vậy cái phần cấm và chọn của ván đấu này tôi nghĩ sẽ là một phần cực kỳ thú vị và nó thể quyết định đến thắng thua tương đối là nhiều. Đồng ý là như vậy, và tôi rất là thích cái cách mà bên phía của Viking ngay lập tức nhận ra được những cái điểm thiếu sót trong cấm và chọn của họ trong ván đấu thứ nhất, ngay lập tức sửa trong ván đấu thứ hai bằng việc cấm đi con mạng Aura và lựa chọn luôn first pick cho Guri với chiếc tướng Zyra, thì nó đã đem lại ngay lập tức được những cái hiệu quả tích cực dành cho bên phía của Viking. Mặc dù vẫn sẽ là một ván đấu tốn nhiều thời gian khi họ có những cái chất tướng trong đội hình như là Zeri, như là Senna, nhưng lần này họ đã làm tốt hơn rất nhiều rồi, và hy vọng trong ván đấu thứ ba Gami Sport cũng sẽ mang ra được gì đó, một chút đột biến, khi mà chúng ta thấy rằng từ đầu mùa giải tới giờ Gam không mang ra một cái sự lựa chọn nào đó nó quá là táo bạo cả. Nhìn chung thì ở trong cả hai ván đấu vừa rồi có vẻ là Gami Sport dành tương đối là nhiều sự quan tâm lên khu vực đường trên. Cụ thể là anh chàng người chơi trẻ Naoue, có vẻ như là Gami Sport cũng đã nhận định rằng việc ở trong các cặp BO5 họ tấn công vào tinh thần của các người chơi trẻ là một quyết định có thể giúp cho họ có được nhiều lợi thế. Tại vì thực ra họ vẫn đang đánh giá là đường trên của mình mạnh mẽ hơn so với đường trên của Viking Esports, vì vậy họ sẽ đánh đúng theo cái điều kiện thắng của mình. Đấy là ưu tiên cho Kia có được lợi thế, bởi vì cánh còn lại thì phong độ của KT, Shogun hay là BE vẫn đang quá cao, nên bên phía Gami Sport chỉ là đang cố gắng gọi là đánh cân bằng ở khu vực cánh dưới mà thôi. Tuy nhiên thì cái lưỡng lượt cấm của Viking Sport vẫn đang ở đội 1. Gam lại là một đội tuyển rất thích đánh ở đội 2 nhé. Là mặc dù họ đã có quyền chọn bên ở ván đấu vừa rồi, họ vẫn quyết định chọn đội 2 để có thể đưa ra những lượt cao thập tích, và sẽ là những lượt cao thập tích dành cho vị trí Kia, khả năng cao là như vậy mà thôi. Khi mà vẫn sẽ là kịch bản cũ, Kia và Levi sẽ bộ đôi để có thể phù hợp với nhau lấy lợi thế cho Gam ở trong giai đoạn đầu tiên. Còn bên phía của Viking, không sai không sửa, tiếp tục với những lượt cấm như là giống hai ván đấu trước, cộng thêm một sự lựa chọn Zyra đầu tiên. Còn bên phía Gami Sport thì đã tiếp tục là lấy Ezreal cho Easy Love, và lần này chọn sớm Lilia dành cho Levi. Đây cũng không biết có phải là một lượt nhử của Gam không để cho Viking lấy Corki. Nhưng mà tôi nghĩ là Zeri thì nó sẽ phù hợp hơn với con Zyra này. Corki cũng được, nhưng mà cái tốc độ chạy đồ của Corki chắc chắn sẽ không bằng so với một con Zeri Power Farm. Đặc biệt là khi mà Zeri có được điểm hạ gục sớm. Nhưng Viking Esports lại muốn chơi tới hơn là Lucian. Và Lucian thì kết hợp với xạ thủ nào đây? Hoàn toàn cũng có thể là một lựa chọn thú vị, chăng khi mà ngày hôm nay thì LCK đã xuất hiện một cặp đấu, cả một cặp đôi, đấy là Senna với cả Nila. Thì cặp này rất phù hợp với Viking luôn. Với Shogun thì thích đánh Nila, còn BE thì thích đánh Senna. Và trong lượt chọn thứ 3 của Viking Esports như thường lệ thì họ dành sự quan tâm cũng như là sự ưu hóa trong vùng đường trên của mình với tương đối là nhiều những cái lựa chọn nhá vào, và cuối cùng thì họ vẫn chọn Gna. Bởi vì cơ bản đó vẫn là một lựa chọn mù mà thôi, thì sẽ cần một con Gna để có thể đảm bảo được an toàn rằng Naoue cũng sẽ không bị đi đọt quá nhiều, bởi vì Kia khả năng cao sẽ là người được quyền cao thấp pick. Còn bên phía của Viking, sau khi sửa bạn là bên phía của Gami Sport, sau khi thấy đối phương lấy Lucian rồi thì cũng không có lý do gì để cho họ không tiếp tục lấy con bài Corki này cả, và tạo ra một đội hình với mốc sức mạnh đầu tiên đó là tam hợp kiếm, và sau đó là khi hai cái nước mắt được nâng cấp lên thành thần kiếm Muramana, thì đồ ra sát thương đến từ bên phía Gami Sport bây giờ đang là được đảm bảo một cách tương đối là lớn, nhưng để xem họ có khắc phục lại được những cái thiếu sót trong ván đấu hai vừa rồi hay không. Nhưng mà họ cần những thức tướng mạnh ở giai đoạn đầu ở hai vị trí còn lại để có thể gánh cho Corki với cả Ezreal thăng tiến sức mạnh ở những món trang bị đầu tiên. Bởi vì lần biến về đầu tiên của những vị tướng này thì xanh lắm thì bạn mới lên được thủy kiếm, còn không thì bạn sẽ cầm nước mắt với cả lưỡi hái. Nó sẽ tương đối là nguy hiểm nếu mà đối phương muốn tấn công. Và cẩn thận hơn đến từ Gami Sport khi mà họ quyết định cấm luôn cả Zeri để không có được quân bài này của Viking Sport. Shogun hay là KT cầm thì cũng không quan trọng. Thực ra là chúng ta cũng đã thấy là có một vài đội tuyển sẽ flex con Lucian này xuống cánh dưới. Ở Scolder có thể là một kịch bản mà Lucian Nami trở lại vẫn được để có thể đè vào SBO và Smolder đường giữa. Thật sự là một kế hoạch mà
cởi mở đúng không ạ? Khi mà Smolder trong những cái ván gần đây ở các khu vực trên thế giới, chúng ta cũng thấy là con bài này đã quay lại và đặc biệt mạnh ở trong thời gian nửa cuối của bản đồ. Đang thấy có Kalista đã hở ra, nhưng mà chắc là bên phía của Viking không muốn cho Lucian xuống dưới và Kalista đâu. Nhưng hở là có lý do, bởi vì Kia'ya sẽ đánh con Smolder này. Và thực ra Na cũng không phải một chất tướng có thể đe dọa được quá nhiều con Smolder. Bạn chỉ cần né ra khỏi cái tình huống boomerang của con Na là xong. Nhưng đây rồi sẽ là một chất tướng đè đường mạnh mẽ hơn đến từ bộ đôi đường dưới, đó là một con Caitlyn. Caitlyn có phải là Renata không? Caitlyn Renata thì thực ra không ngon lắm, tại vì Caitlyn không phải là vị tướng có khả năng tận dụng tốt cái lượng tốc độ đánh cộng thêm. Bên dưới cứu cánh chỉ dùng được cái hồi sinh thôi nữa, thì sẽ là hay tiếp tục sẽ là Channel Tulip mà thôi. Nhưng mà bên phía của Gam đang rất là đầu tư cho giai đoạn late game, khi mà họ có 3 vị tướng cần phải câu late, đó là SVO, đó là Corki và cả Smolder. Trong khi thôi, Viking cũng đã có những cái sự chuẩn bị rồi, họ có Lucian cánh nam đầu trận, họ có Na khỏe ở giữa trận và họ có một Senna có thể đánh đến phút thứ bao nhiêu tùy thích với cái khả năng tăng tiến sức mạnh vô thời hạn đến từ con bài này. Còn bên phía của Gamesport quyết định lựa chọn cuối cùng bắt cặp với Ezreal, đó là một con Braum để gia tăng khả năng bảo kê. Lần gần đây nhất khi mà Senna đối đầu với Smolder thì hình như là Senna là tướng có ưu thế bởi vì cái tầm đánh của bạn xa quá. Smolder chưa vào được tầm để khè quy, bạn đã mất một nửa cây rồi. Thì đây có thể là cái quân bài mà Viking Sport có thể dựa vào. Sau tất cả những gì mà cả hai đội lựa chọn thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng một ván đấu vượt qua phút thứ 35 và để xem cả hai đội này sẽ thể như thế nào, ai sẽ là đội có được chiến thắng ở trong ván đấu bản lề này. Bây giờ Vinh Nghi xin phép mời mọi người đến với bình luận viên. Vâng, chúng tôi cũng rất đồng ý với bạn phân tích, đó là ai cũng đang háo hức chờ đợi một trận BO5 thực sự hấp dẫn. 4 ván, 5 ván chúng tôi dư sức để có thể đem tới cho các bạn những diễn biến hấp dẫn của trận chung kết này. Giờ đây hai đội đã sẵn sàng để bước vào ván đấu bản lề. Đã có những sự điều chỉnh đến từ đội hình của cả hai bên trong ván thi đấu này. Đối với phía của Viking Sport thì họ muốn có áp lực nhiều hơn một chút ở đầu trận với một con Lucian thay thế cho lựa chọn Jerry ở ván thi đấu trước. Rồi thì bên phía Gam Esports cũng nhận ra là nếu như cứ để cho bên phía Viking Sport kéo dài ván đấu như ván thi đấu vừa rồi, họ cần một con tướng cũng có khả năng thăng tiến sức mạnh vô hạn giống như Senna phía bên kia, và Smolder sẽ là lựa chọn an toàn dành cho Kia'ya khu vực đường trên để kéo dài ván đấu chung với Viking. Và hơn nữa thì hỗ trợ không phải là Alistar nữa mà là một con bài Ram trong tay của Elio. Thì cái sự khác biệt giữa đội hình của ván thi đấu trước và ván thi đấu này của Game Sport là họ sẽ có một vị tướng có khả năng tham gia giao tranh mạnh hơn về giai đoạn sau, đặc biệt là con bài Smolder thay vì một con bài Twitter Fate. Các bạn khán giả thân mến, trận chung kết nhánh thắng, trận đấu xác định chiếc vé đầu tiên đại diện cho VSET đến với chung kết thế giới 2024 giữa Game Sport và Viking sẽ bước vào ván thi đấu thứ 3 khi mà tỷ số đang là 1-1. Và chắc chắn chúng ta sẽ có một cặp trận BO5 ít nhất là 4 ván và cùng xem bên nào sẽ có được lợi thế trong cái ván thi đấu được coi là bản lề này. Một ván thi đấu mà khởi đầu sẽ là một con rồng công nghệ ở khu vực cánh dưới bản đồ. Và ở cấp độ 1 thôi, đã có những pha va chạm diễn ra giữa hai người chơi đường trên. Và cả hai đều mất máu nhiều, nhưng đây là khoảng thời gian họ có quyền về nhà lấy lại máu. Sau đó thì trở lại khu vực đường trên, cũng sẽ có thể không có đổi đường. Bởi vì là Viking Sport ván trước thì họ cũng có một kết quả gọi là đổi đường nó hơi biến tấu đi một chút. Đó là con Senna lên đường trên hỗ trợ cho con Na nhiều. Khi mà Nanoe liên tục phải lãnh chịu những tình huống tấn công của Levi ở ván đấu đầu tiên, thì đó là một hướng đi giúp cho Nanoe đứng trên phần nào đó đã có được khâu đi đường ổn thỏa, không bị gây sức ép bởi con Twitter Fate của Kia'ya, và cũng khiến cho Kia'ya không có được lợi thế để anh ta có thể đẩy lẻ. Thì ván này Kia'ya cũng sẽ không muốn phải đi đẩy lẻ nữa, anh ta sẽ hướng tới một con tướng cũng câu lết giống đối phương, đó chính là Smolder. Tôi nghĩ cũng sẽ có những tình huống di chuyển lên đường trên thêm một lần nữa đến từ VE. Và vừa rồi thì bên phía của Gam họ để ra một con mắt gần bãi chim, thì bên phía của Viking họ cũng biết rằng đối phương đã có một con mắt này với một con mắt được cắm ra từ trước đó. Vậy chúng ta sẽ cùng nhìn qua những ngọc siêu cấp đến từ cả hai team để xem có cái gì nó thực sự là đặc biệt hay không. Sogan vẫn sẽ là một cái sách phép giống như ván thi đấu trước và hộ vệ từ Elio, và chinh phục bởi Lilia trong tay của Levi và bước chân tốc đến từ cả Kia cùng cái màu. Elio sẽ đi từ phía sau tới, nhưng cú tuyết tê tái của anh ta đã không trúng, do đó Bia vẫn có thể dễ dàng lui về. Nhưng lượng sát thương ở cấp độ 1 đến từ bộ đôi của Gam vẫn đe dọa hơn, đặc biệt là khả năng đánh ngất ngư, cho nên Viking đã phải lui về. Gam sẽ là những người lên cấp 2 trước ở đường dưới. Và Linh Xa đánh khá là nhiều vào Easy Love. Easy Love cũng không còn nhiều lượng máu nữa, nhưng chúng ta phải công nhận một điều là Bia lách dẻo thực sự ở pha đấu vừa rồi. Chúng là cũng có thể sẽ gặp nguy, có thể sẽ mất spell hoặc là mất đi một cái lượng máu để anh ta có thể trụ lên. Đúng, nếu như cái pha vừa rồi là 3 stack nội tại của Braum trên người của BE, nếu như đó là một pha khởi đầu tốt đến từ Elio thì nó có lẽ là một tiếng mắt choáng rồi. Cú móc bỏ neo ở cấp độ 2 đến từ Shogun và Elio mất máu rất nhiều. Họ đang phải rút lui và nên nhớ là cái tốc độ dọn rừng đến từ Lilia so với Zyra chắc chắn là không thể nào bằng. Người tiếp cận khu vực đường dưới trước chắc chắn là con Zyra Guri. Đó là một pha mà Gam đã không lên cấp 2 trước so với đối phương, nhưng cái tình huống lui về của Easy Love và Elio nó không thật sự quyết liệt.
họ thậm chí còn Elio còn thậm chí đứng lại quay trả một quy đó, cái khoảng trống đó đủ để cho Sogan có thể móc được. Và đúng như cái điều mà Tùng vừa nói, với cái áp lực lớn đến từ một con Zera dọn rừng và có thể đánh từ bụi cỏ chặt ba đường dưới đánh vào, thì đã phải có một pha bấm về rất là sớm của Elio. Và đánh như này lợi thế lắm dành cho BE, bởi vì đây là một cái gọi là khởi điểm tuyệt vời nhất dành cho một cái bài Zera. Đẩy đường một cách thoải mái, không bị áp lực, và hơn nữa thì bắn liên tục một người đối phương phải tích hồn theo thời gian. Guri đã có cơ hội 4 sau khi farm xong 6 bãi con rừng, tận dụng thời gian rảnh này trước khi con cua xuất hiện, thậm chí đi vào rừng đối phương của Levi một nhịp. Và nhìn thấy Levi đang cắp này, Guri có trừng phạt và Levi cũng là như vậy, như một người cấp độ 4 so với một người cấp độ 3, và đứng dưới của Viking là người đẩy. Do đó thì Sogan và Bia đã di chuyển vào với lượng người nhiều hơn. Levi đã phải chấp nhận bỏ con cóc cho Viking, và anh ta cũng sẽ phải chạy thẳng lên cua trên để đảm bảo rằng mình không bị mất hai cua. Nhưng mà khi nhìn lên cánh trên của họ thì chỉ là một Smolder, không phải là Aurora giống như cái ván thi đấu đầu tiên nữa để họ thực hiện một pha tấn công băng trụ. Mặc dù vậy thì có vẻ những ngưỡng máu mà Nano có cũng không phải là nhiều nha. Và chỉ số farm kia, Ya cũng đang là người farm vượt trội với chất tướng Smolder của mình. Đứng dưới, Gao Esports gặp khó. Ở ngay cấp độ 1 thì họ đã có một pha xử lý không được tốt, hoặc nói cách khác là BE đã xử lý tốt với tình huống lách cái tuyết tê tái tới từ Elio, tạo ra thế thắng đường và tạo ra một cái vòng rừng tới 32 chỉ số farm trong khu vực rừng và một con mắt kiểm soát đường đến từ Guri nữa. Anh ta cũng đang nhanh chóng bắt đầu vòng rừng thứ hai ở tại khu vực bãi sói. Trong khi đó Levi cũng sẽ tiếp tục vòng rừng thứ hai ở bãi trường kỳ biến dị của Game Sport. Đường trên, đường trên. Xử lý pha này cực kỳ tuyệt vời đấy từ Kia. Đầu tiên đó là bên phía của Viking không biết rằng Levi đang đứng ở đâu, nên là Kia đang chơi một cách hơi hổ báo để dọa đối phương, khiến cho đối phương cảm thấy gọi là bị áp lực tâm lý bởi người chơi đi rừng của Gamesport. Và từ đó thì Kia bóc đi cái tốc biến của Nanoe. Nanoe không có dịch chuyển nữa, các anh ta dịch chuyển từ trước đó rồi mà máu anh ta nhìn thực sự là không biết những pha trao đổi chiêu thức đầu trận Kia đã làm bằng một cách nào đó với con Smolder của mình. Đầu tư tốc biến lên và quá dễ dàng cho Kia, nhưng Guri đang có mặt. Có Levi ở đây. Levi đang có mặt ở đây. Guri mà rướng là ta cũng đi luôn. Và một kịch bản rất quen thuộc khi Gam thi đấu. Thỉnh thoảng khi họ gặp khó thì họ có thể nhìn chết lên cánh trên một tí. Sự tập trung đang được đặt lên cao độ đến từ bên các thành viên của Gamesport. Họ giao tiếp với nhau liên tục để tận dụng những thông tin có lợi dành cho bản thân dù chỉ là nhỏ nhất. Và chiến công đầu dành cho Kia là phần thưởng xứng đáng dành cho anh chàng này. Hiện tại thì Nanoe đang rơi vào một trạng thái rất khó khăn rồi. 29 chỉ lính với cả một bài Smolder về nhà đã có tìm kiếm. Còn Nanoe về nhà mới chỉ có một cái giày cũng cả giáp vải mà thôi. Nhưng đường dưới sẽ là cái hy vọng dành cho Viking Esports ở ván thi đấu này. Tôi nghĩ là khởi đầu như thế này ở khu đường dưới cho phép Sogan sẽ được quyền tự farm, còn BE sẽ có những tình huống di chuyển về và lên cánh trên, vừa để giúp cho bên phía của Viking Sport có áp lực sâu, vừa để họ có thể hỗ trợ nhiều hơn cho Nanoe khu đường dưới. Đó là 3 stack nội tại tới từ đánh ngất ngư nhưng không được kích hoạt đánh choáng đến từ bộ đôi đường dưới của Game Sport. Đây sẽ là nhịp di chuyển về với dịch chuyển đến từ Sogan. Có một cái điểm như thế này, cái lý do mà ở ván đấu này BE không thể thoải mái đi được nữa là tại vì bên phía của Game phần nào đã đổi con tướng á. Tôi cảm giác là con Rom, cái mối đe dọa tràn lên từ bên phía của Game nó sẽ nhiều hơn. Nếu như để Sogan một mình thì trong trường hợp mà Elio không di chuyển chung với lại BM mà lại ở dưới thì khả năng là Sogan sẽ không sống được. Thì do đó vẫn sẽ phải là những pha ở đường dưới. Cho tới thời điểm hiện tại thì đã có một cái bước di chuyển nhưng mà chưa phải là ra đường trên mà là đi ra đường giữa của BM. Để xem là với những bước di chuyển này thì Viking họ sẽ có được những cái lợi thế gì. Nhưng hiện tại Emo đang không có một cái lượng máu ổn để anh chàng là có thể trụ len nữa. KT thì bị đánh trụ đánh một pha và Senna của BM đã chuẩn bị tới để hỗ trợ dành cho cái team cũng cả Guri rồi. Công cuộc đẩy đường giữa đang được đặt lên hàng đầu đến từ cả hai team để họ có thể hướng tới là những con sâu. Đường trên toang chưa? Hơi toang cho Viking rồi đúng không? Chênh lệch về chỉ số lính nó hơi nhiều không? 30 chỉ số farm chênh lệch là một con số lớn. Đồng ý Smolder là một vị tướng mà bảo lăn cầu tuyết khủng khiếp thì cũng không lăn cầu tuyết như là kiểu các đấu sĩ đường trên. Nhưng mà đây thực sự là một kèo đấu mà Kia Ya đang tăng thấy sức mạnh quá tốt theo thời gian. Và cảm giác là không có nhiều sức ép đến từ phía Viking Esports cho việc là hạn chế con Smolder để farm. Sâu cánh trên, Gao Esports chấp nhận câu chuyện đó là buông bỏ. Họ thấy rằng đứng giữa của mình Emo đang ở một thế khó khi liên tục bị rút rỉa máu bởi Lucian của KT, thậm chí là KT đầu tư luôn cả chiêu cuối trong pha trước để ép lui Emo. Thì ba con sâu lượt một đã thuộc cho bên phía của Viking Esports, nhưng việc đường cánh của họ là một con Na đang thọt đến như thế này thì việc tận dụng sâu hư không đến từ Viking Esports ở đường cánh nó cũng sẽ bị hạn chế tương đối nhiều. Chưa kể là đánh càng về dặn nửa sau ván đấu thì con Smolder của Kia Ya lại càng trở nên nguy hiểm với cái lượng cấp độ mà con bài này có được. Lính thì đang rất khó dành cho Nanoe ở đường trên, các bạn có thể thấy. Và ở thời đấy BE bắt buộc phải lên đường trên cấp độ 7 xong cấp độ 5, BE cấp độ 4. Kia Ya cực kỳ tự tin, đứng lách qua lách lại, né chiêu thành công và tung cánh bay lên lui về phía sau, giải tỏa toàn bộ áp lực mà bên kia của Viking muốn cố gắng đẩy vào anh ta. Hạt lăn lóc, nó trúng vào BE, ngủ đúng luôn. Đây là một con Senna rất là mềm, do đó BE phải thanh tẩy chạy. Và bây giờ sẽ tiếp tục bị hâu lính ở đường trên này và sẽ mất đi một vài chỉ số lính đến từ Nanoe. BE bắt buộc phải ở lại, phải phá cái quay lính này nếu không là top sẽ cực kỳ toang.
Rồi Kia vẫn bị dính cái ràng buộc, anh ta cố gắng lùi về. Cấp độ 6 đã có sắp con đa khổng lồ, chơi không? Không có máu, không chơi được. Băng trụ thì được, nhưng vấn đề là băng trụ thì đối phương sẽ có thể sẵn sàng cứu. Chúng ta đang thấy Gam bắt đầu đứng đợi sẵn. Nếu như Viking tấn công vào Kia, họ sẽ có mặt để có thể hộ giá. Kia gọi mẹ trước, gọi đồng đội sau. Có cần gọi đồng đội không đó? Lúc nào cũng sẽ có Levi ở cánh trên mà thôi. Levi thì anh ta đang farm rừng ở cánh trên bản đồ, và thêm cả Imo cũng đang có những bước di chuyển để anh ta sẵn sàng hỗ trợ đường trên của mình nếu cần. Trong khi đó thì Brom của Ileo cũng bắt đầu di chuyển lên, mặc dù hơi trễ nhưng pha di chuyển này là cần thiết. Còn đứng dưới thì sao? Solo 1v1 giữa Shogun và Easy Love. Xem nào, Easy Love không dám nhảy lên có thể sẽ gặp, nhảy rất khéo, nhảy vào đứng ở chỗ lính, cùng ánh sáng tung ra lại hụt mất rồi. Shogun xử lý cũng tỉnh táo, pha tới rồi và không ai phải lên bản số. Còn ở đứng trên pha tới rồi, Imo mất dạng khiến cho Kia cảm thấy an toàn. Katie đang muốn xuống đường dưới hỗ trợ. Tôi có cảm giác là bên phía của Viking bắt đầu nhận thấy áp lực từ con Smolder này lớn, và cái lối chơi của họ đã bị bóp méo bởi những gì mà Kia đang làm ở khu vực cánh trên. Họ phải di chuyển liên tục lên, họ kéo cả Guri lên, họ kéo cả Katie một vài bước di chuyển hướng lên đó, và vẫn chưa giải quyết được vấn đề. 30 lính bây giờ thành 35 lính. Chỉ một lượt ban pick khác đi thay con Twitter Fate bằng con Smolder thôi. Mọi chuyện đang khác đi hoàn toàn ở ván thi đấu này. Gam Esports đang có một ván đấu nhập cuộc tốt với một mạ gục mà Kia tự tay solo kill Lunari mang lại cho anh ta thêm cả cách biệt, đó là 30 chỉ số farm. Và cái lượng nội tại tất nhiên là con Smolder nó sẽ tăng tiến từ theo thời gian, và không có gì bên phía Viking Esports có thể cản được Kia cả. Kể cả những nỗ lực đến từ BLA cánh trên cũng chỉ để giúp cho Lunari được farm mà thôi. Còn đi đọt được Kia là điều không thể. Nhưng là kiểm soát sông đến từ Viking Sport, họ đang có lợi thế về cấp độ của Guri so với cả Levi, và nhờ khả năng clear rừng tốt hơn một chút xíu. Và hơn nữa thì Viking họ cũng đang tạo điều kiện tối đa dành cho Guri để kiểm soát ba con sâu từ trước đó. Bây giờ Viking họ sẽ nhắm tới con rồng này, con rồng đầu tiên của ván thi đấu, và hiện tại mục tiêu cả hai sông thì bên phía của Viking họ đang kiểm soát được. Tôi nghĩ rằng Viking có thể hướng tới một cái giải pháp là bỏ cánh trên luôn. Thường khi mà một cánh nào yếu, bạn có thể có đưa một giải pháp là thôi kệ, và bạn sẽ đánh 4-4 ở cánh dưới để hy vọng rằng cái sức mạnh ở cánh dưới của bên phía Viking có thể thay đổi được. Nhưng mà Gam thì cánh nào mạnh họ đánh cánh đó, và đây là lúc mà Kia đang rất mạnh, còn Nane thì không mạnh đến như vậy. Ta đã phải sử dụng tốc biến, nhảy được hai lần ra phía sau. Levi tốc biến lên nhưng trường hoa xoay tròn không trúng, và Nane đã sống. Và như vậy Nane anh ta né được hai cái trượng hoa xoay tròn liên tiếp, đó là cái điều kiện rất quan trọng để anh ta thoát khỏi cái pha khúc du tử thần đến từ Levi. Dính khúc du là nằm xuống. Guri đang tới, Kia đang chờ bay. Anh ta bị giữ chân lại, hắc ám soi rồi, Kia bị hất tung lên và anh ta phải nằm xuống. Kia đã quá tự tin và anh ta phải trả giá. Đừng dưới qua đánh nhau. Shogun là người gặp một chút xíu nguy hiểm nhưng không sao, vẫn là 2-2 thôi. Có thêm một cái hắc ám soi rọi đến từ BE để đảm bảo rằng chắc chắn. Băng địa chấn đưa ra. Chơi luôn à? Quyết định từ bên phía của Gam là chơi luôn, nhưng có vẻ như Elio là người mất máu khá nhiều, nhưng Shogun đang hết năng lượng. BE đang cố gắng dắt đồng đội của mình về. Easy Love vẫn đang bắn liên tục. Shogun bắt buộc phải tốc biến thoát khỏi tuyết tê tái. Easy Love vẫn đang bắn quy. Nhưng sau đó thì phải kiên về được hai người. Tốc độ ván đấu đang được đẩy lên cao hơn một chút khi mà Gam Esports bắt đầu có những tình huống đáp trả ở cánh dưới bản đồ, khi cánh trên bản đồ vừa rồi là Viking Esports lộ diện khá nhiều người. Và Kia đã phải nằm xuống một mạ gục. Đó là mạng mà các thành viên phía Viking Esports đã nhường lại được dành cho Nanue để anh ta bớt đi những cái chênh lệch khu vực đường trên so với Smolder của Kia. Và họ sẽ có một ván đấu 6 sâu. Điều kiện mà bên phía của Viking Esports có được 6 sâu đó chính là một con Zyra dọn rừng nhanh và thêm một Lucian đứng giữa. KT vẫn đang đi đường rất ổn. Đúng là như vậy. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại cái góc mà xử lý cái chiêu. Đây là cái tình huống mà Nanue thoát khỏi cái hạt la lóc cùng với cả những cái trượng hoa xoay tròn đến từ Levi. Một cái trượng hoa xoay tròn được né và sau đó anh ta làm chậm người của Levi để khiến cho cái trượng hoa xoay tròn đó nó không trúng vào phần rìa. Và sau đó là tình huống sử dụng chiêu cuối cực kỳ tuyệt vời đến từ một con Zyra trong tay của Guri. Nó khép cái đường mà Kia có thể bay qua bức tường này, và từ đó thì đã giúp cho Nanue có được một điểm hạ gục ở pha thi đấu đó. Còn đường dưới thì thông tin đã có là BE không có phép bổ trợ, đó là một cái thanh tẩy, nên là anh chàng này đã bị tấn công đến từ cặp đôi đường dưới của các thành viên Gam Esports. Và rõ ràng pha thi đấu này Guri rất xuất sắc. Kia lại tiếp tục là người được chọn. BE có mà, Kia sát trụ, anh ta có tốc biến, ta chạy vào vẫn bị dính nhưng mà đã gần trụ quá. Ui, thanh trừng đẩy vào, Kia bị bắn liên tục. Anh ta chỉ còn khoảng chừng 300 máu và ta bị hạ gục bởi KT. Tốt mạnh nhất là gì? Cái này thật quen thuộc. Rất nhiều người lên và Viking Esports lần này đẩy thêm cả KT lên. Thì đúng là Kia đã hồi phép một chiêu tốc biến nhưng ta không thể xử lý tốt hơn được. Cái là thanh trừng vừa rồi KT lái cũng rất là khéo nha. Nó gần như là trọn vẹn lượng sát thương vào người của Kia. Kia sẽ có dịch chuyển để đón nhận một đội lính đang là cực kỳ to ở đây. Cánh dưới bản đồ thì như đã nói, Shogun với chiếc tướng chống chịu anh ta có thể thoải mái 1v2. Thậm chí anh ta thực hiện một cú móc bỏ này để tấn công Easy Love. Tốc hành luôn à. Áp lực, quyết định lao thẳng lên để áp lực vào đối phương. Chuyển hướng qua Elio, người vẫn còn tốc biến và nắp sau ta có thể lui về. Như vậy là hai lần bên phía của Viking đã tìm được Kia. Tình huống cố gắng để triệu hồi dòng mẹ nhưng là lách qua cái
tâm của dầu mẹ đến từ BE. Không tốc biến. Levi đang tới, BE không tốc biến, anh ta có thanh tẩy, còn Levi thì lại không có tốc biến. Đây sẽ là chỉ là một tình huống đẩy lùi đối phương về. Nanaue không có một lượng máu đầy đủ, đang bị đẩy lùi về. Nhưng nộ là đẹp để giúp cho Nanaue có thể hóa Na khổng lồ. Để xem những bước đi tiếp theo đến từ mid cùng với rừng của Viking Sport sẽ là như thế nào đây. Na khổng lồ đến từ Nanaue nhưng anh ta không có tốc biến và anh ta có lẽ sẽ không phải là một pha all in khi mà cái lượng sát thương anh ta có thể gây ra để lấy mạng của Kia'Jaz là điều tương đối khó. Cánh còn lại thì Gaming Sport cũng chưa thực sự có được nhiều áp lực khi không có mục tiêu. Và Levi thì không còn tốc biến nữa. Khu vực đứng dưới thì rõ ràng là con Nautilus đã đủ khả năng chống chịu tới từ Shogun, nên anh ta cứ liên tục đẩy đường với cái Tactic Bammy có được. Còn cánh còn lại thì bên phía Viking Sport vẫn đang cần phải hỗ trợ nhiều hơn nữa dành cho Nanaue. Đã có những sự hỗ trợ và Kia'Jaz đã làm xuống tới 2 lần, nhưng vẫn còn đó những khoảng cách chênh lệch không hề nhỏ giữa hai người chơi được trên. 2 lần vừa rồi thì tôi nghĩ rằng cũng là rất thành công cho Viking, tại vì nó sẽ hạn chế được cái tốc độ tích điểm cộng dồn của con Smolder này. Tuy nhiên cái áp lực mà Nanaue phải chịu vẫn đang là rất lớn. Cái camera li lên đường trên là thấy anh ta đang ở trong trạng thái nguy hiểm, có thể bị solo kill bất kỳ lúc nào. Nhưng Zara của Guri cũng đang bắt đầu chuẩn bị di chuyển lên đường trên rồi. Tiếp tục là những cú nhổ thêm một lần nữa. Nanaue còn một chấm máu, Guri đang tới, đi rất sát tường. Tiếp cận rồi, bắt đầu trải ra làm chậm. Guri đang khép góc Kia'Jaz lại. Và những pha xử lý kỹ năng khá bình tĩnh của Guri. Tuy nhiên Kia'Jaz cũng bình tĩnh và cũng có hội gọi Levi lên. Elio cũng có mặt ở đây, nhưng mà Viking rút lui được. Shogun cũng có mặt, tự nhiên điểm nóng chuyển hết lên cánh trên. Đứng dưới bây giờ không có ai phòng ngự cả và Imo không có di chuyển, tức là bên phía của Gaming Sport sẽ tiếp tục buông bỏ thêm một con sứ giả nữa à? Họ đã bỏ đi 6 sâu, một dòng nguyên tố và bỏ luôn cả con sứ giả để nuôi con rồng của mình. Như vậy đường giữa, cái trục giữa đấy từ giữa Viking đang có rất nhiều lợi thế, và hơn nữa thì Senna của BE chạy ra đường giữa để hỗ trợ dành cho Lucian của KT nữa. Imo bắt buộc phải bỏ đi cái trụ này, và đó là một cái tiền đề để giúp cho Viking họ kiểm soát con sứ giả khai nứt. Như vậy là mặc dù là cánh trên rõ ràng là lũng, đã có những nỗ lực để chấp vá nhưng Viking bị lũng cánh trên, nhưng họ lại có một đường giữa cực kỳ mạnh. Ở trong ván thi đấu này với con Lucian thì áp lực mà KT tạo ra về phía của Imo là nhiều, và ta có khoảng trống di chuyển, thậm chí là lên đường trên để dứt điểm Kia'Jaz, mà trụ đường giữa bên phía Viking vẫn lấy được. Tức là cái khả năng đi đường của KT ở trong ván đấu này đè nát Imo. Đây là lợi điểm của chất tướng Lucian so với chất tướng Zeri. Nếu như là Zeri anh ta sẽ không thể làm được điều đó, nhưng với Lucian anh ta đã làm quá tốt, thậm chí còn có một ma hạ gục mà anh ta khai thác được trong tình huống di chuyển lấy khu cánh trên. Và với lợi thế 6 sâu thì nếu như để Viking Sport chạm trụ là trụ Gaming Sport sẽ bể. Khu đứng trên trụ của Kia'Jaz cũng không còn nhiều máu nữa rồi. Và đã có ngưỡng sức mạnh tam hợp kiếm dành cho Kia'Jaz cùng với cả Easy Love. Nhưng liệu rằng họ sẽ tìm ra công cụ nào để có thể mở giao tranh trong khoảng thời gian này đây, hay họ sẽ tiếp tục phải buông bỏ thêm những con rồng nguyên tố để hướng tới một con rồng khác cho đội của mình? Kia'Jaz không có di chuyển nha. Đây có thể sẽ là một thông tin về phía của Viking. Họ sẽ dựa vào đường dưới này, Imo đang nấp. Và Zara của Guri đang đứng ở khu vực sông dưới này để xem nếu đánh là phải nhanh bởi Gam. Và quyết định của họ có vẻ như là họ đang muốn lui chăng. Họ quyết định là nấp ở đây. Nếu đối phương lao vào thì đánh, không được thì họ sẽ lùi về, bởi vì không có cơ hội để đánh ra sông. Tôi nghĩ là khó nha. Thậm chí là bên phía của Viking đã phát hiện ra rằng Gam có người và không nhiều người lắm. Họ nhìn về phía của Imo, nhưng lính đã bị dọn hết. Imo và Levi có thể lui về được. Tuy nhiên rồng dành cho Viking. Như đã nói thì họ đang phải liên tục bỏ qua những cái mục tiêu lớn để nuôi con Smolder khu vực đứng trên. Họ không muốn Kia'Jaz phải tham chiến quá sớm khi anh ta vẫn đang trong quá trình tích số nội tại. Và vì cánh dưới bên phía Viking có một khâu đi đường ổn với kẻ đấu khu đứng giữa và cả khu đứng dưới để họ xử lý tốt, thì mục tiêu lớn đang liên tục được họ kiểm soát trong khoảng thời gian vừa qua với 6 sâu, 2 rồng, 1 sứ giả. Và họ đang mở bản đồ ra tốt hơn với những công trình mà họ kiểm soát được. Hai trụ đứng cánh của Gaming Sport chỉ còn lại một chấm máu mà thôi. Như vậy là tất cả mục tiêu ở trên bản đồ tính đến thời điểm hiện tại, Viking họ ăn hết, không để cho Gam bất cứ một mục tiêu nào. Và đó chính là lợi thế của một người chơi đường giữa có khả năng gọi là đi lane. Và hơn nữa là BE cũng di chuyển ở trên khắp bản đồ để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình nữa. Và ở ván thi đấu này thì có một điểm là hai vị tướng tích số theo thời gian, đó là Senna cùng với cả Smolder đang rất thuận lợi. Thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng check qua thông số để xem họ sẽ có được bao nhiêu hồn hay là chỉ số long hồn ở trên người. 165 đến từ Kia'Jaz. Bằng thời gian luôn. Bằng thời gian, rất là khủng khiếp. Như vậy đây là Smolder tầm khoảng độ phút thứ 22 thôi. Wow. 21 đến 22 là có. Còn đường trên đã có trụ rồi. BE thì sao? BE 64 hồn, rất nhanh. 3 trụ rồi. Đợt lính vừa rồi của bên phía Viking vẫn đủ sức để có thể thuê thủ cho họ. KT trả thanh trừng bầy mô nhì mô, có người tới là Elio. 2 đánh 1, KT phải chạy. Anh ta tốc biến, dính băng địa chân, cung ánh sáng. Easy Love là người dứt điểm.
Cái hạng áo xoay dọi của BE hơi trễ, nhưng tôi nghĩ rằng kể cả có đáp xuống kịp đi chăng nữa thì một lớp giáp mỏng manh tới từ hạng áo xoay dọi của BE cũng không đủ để cứu cho KT khỏi một tình huống bị tấn công bởi rất đông thành viên phía Gamesport, có thể gọi là 2.5 người. Elio đầu tư tốc biến hồi máu và cả tốc và cả chiêu cuối của anh ta cùng với cùng ánh sáng chuẩn chỉ đến từ Azelup để giúp cho bên phía của Gamesport khai thác ma hà gục, hạn chế khả năng đẩy lẻ đến từ KT, lấy được tốc biến của KT. Nhưng trong khoảng thời gian không có mục tiêu lớn như vậy thì đó cũng chỉ là một ma hà gục gỡ gạc cho bên phía Gamesport để họ kéo ngắn chênh lệch về tiền số mà thôi. Đi đường tốt, nhưng mà chúng ta vẫn phải nói rất là nhiều về chuyện là Gam sẽ phải nai lưng ra chống đỡ những cái tình huống ăn mục tiêu của đối phương. Tại vì nếu như mà có bất kỳ pha giao tranh nào mà khi ra phải rời đường trên, tức là ta sẽ không có thời gian farm. Gần như là Gam sẽ phải đánh với kiểu là 4 đánh ở cánh dưới và một mình Kia cánh trên. Hơi khó cho Levi ở ván thi đấu này thật. Đối phương luôn luôn di chuyển ở trong trạng thái là hơn người so với Gam Esports, nên là Levi cũng chưa tìm được bất cứ một cơ hội nào để có thể di chuyển ra sông và tìm được mục tiêu để ganh hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Bây giờ thì Viking họ mở xong 3 cánh rồi. Các bạn có thể thấy họ đang tiếp tục đẩy cao lính ở tất cả cánh này và sau đó khép vào cái phần rừng của Gam Esports để xem con rồng đất 2 phút 40 giây nữa thì Gam họ có đánh được hay không. Bởi vì họ đang chơi ở trong trạng thái không có tầm nhìn, họ đang thua một chút tiền so với đối phương, nhưng họ lại đang có một bài Smolder có thể sẽ đủ sách khi mà con rồng xuất hiện. Ở tại thời điểm con rồng nguyên tố tiếp theo thì Kiaya sẽ có được tam hộp kiếm cùng với những mảnh của có thể là một cái Sojin ở món trang bị thứ hai. Nhưng nếu như giao tranh trực tiếp tại thời điểm đó thì họ cũng sẽ có những cái bất lợi cho đội hình của họ. Và cùng xem là bên phía của Gamesport sẽ tỏ thái độ như thế nào tại con rồng nguyên tố thứ ba. Và liệu rằng Viking Esports với lợi thế về công trình hiện tại họ có với 3-1, họ sẽ triển khai con rồng đó ra sao để có được ưu thế trước Gamesport. Bây giờ thì Viking không để cho Kiaya farm thoải mái ở cánh trên nữa. Viking bắt đầu áp lực vào chính khu vực đường trên này bằng một pha kích sứ giả nhắm vào trụ hai đường trên của Gam Esports. Nó sẽ là một con sứ giả thả chay thôi, không lao lên, quá nguy hiểm. Rồi, những bước đi tiếp theo đến từ Viking khá là cẩn thận. Họ đẩy con sứ giả thôi. Họ có 6 sâu, nhưng họ quyết định của họ là rút về và mua đồ chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Bây giờ thì thế trận đến từ cả hai team đang có dấu hiệu là chậm lại 194 stack rồi. Rất nhanh và chỉ thêm tầm khoảng độ 2 phút nữa thôi là đủ, bởi vì con Smolder khi mà tiến hóa những bậc sau thì khả năng tích của nó càng ngày càng nhanh. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Hiện tại Elio đã bắt đầu di chuyển dọc sông rồi và có lẽ rằng bên phía của Viking họ sẽ đẩy cao đường giữa và để cho con bài Nautilus đi chung với Senna tiếp tục gửi sắp bản đồ. Nhưng mà nếu như bỏ qua con rồng sắp tới mà Viking Esports kịp không? Kịp, con rồng có đủ sắc. Tôi nghĩ là đủ đấy anh Lùa. Tôi nghĩ là đủ, và lúc đó thì Imo và cả Islop cũng có thể có hai cái nước mắt vừa được hoàn thành đầy đủ số để họ có thể hướng tới đội hình 3 tam hợp kiếm với ngữ sức mạnh đầu tiên dành cho bên phía của Gam Esports. Tất nhiên là họ có thể suy nghĩ đến câu chuyện buông bỏ. Nhưng tôi đang suy nghĩ lại là nếu như buông bỏ họ sẽ gỡ được cái gì cánh trên. Thì lúc này cánh trên không có cái gì để họ gỡ cả, trụ không còn. Để đến trụ 2 với Smolder cho Kiaya thì cũng hơi nguy hiểm. Và giao tranh tại rồng nó cũng sẽ là một bài toán mà phía Gamesport cần phải có lời giải cho cái lượng chênh lệch tầm nhìn hiện tại mà Viking đã có. Rồng đất là một con rồng quá giá trị, và khi mà Viking đã có hai con rồng nguyên tố đầu tiên để cho đối phương chạm ngưỡng 3 rồng á, thì bạn ở thế khó quá. Tức bất kỳ một pha giao tranh rồng nào kiểm soát rồng sai ở thời gian sau đó thì đối phương sẽ có linh hồn rồng đất. Cho nên tôi nghĩ rằng Gam không được phép bỏ miễn phí con rồng này, và Gam cũng đồng ý như vậy. Họ đang bắt đầu kéo quân về phía khu vực hang rồng. Kia cũng đã xuống núi. Cái vấn đề mà tôi lo sợ nhất của Gam là họ đang không có một vị tướng chống chịu theo kiểu chống chịu thuần, và sẽ phải chờ đợi những tình huống gọi là che chắn đến từ Elio và những cái pha mà mở đẹp của Levi nữa, đặc biệt là cái triệu hoa xoay tròn kết hợp với cả khúc du rừng thẳm. Đó là cái điều kiện rất quan trọng để giúp cho Gam họ có thể thắng ở pha giao tranh này nếu như họ muốn đánh. Kiaya 212 số rồi, bây giờ là 215, sẽ tiếp tục là nhổ vào đối phương để tích stack, sau đó là có thể là ăn một quây lính nữa. 217 rồi, rất nhanh, nhổ thêm một vài lần nữa là đủ stack. Chúng ta đang hướng về phía khu vực hàng rồng với nỗ lực cẩu máu trước từ bên phía của Gam Esports. Còn Viking thì tôi nghĩ rằng chỉ cần có góc là Sogan sẽ kéo. Bất kỳ ai, thậm chí là tôi tin là nếu như có thể có góc để tấn công Elio thì người ta cũng rất sẵn sàng trước khi mà đội của mình bị cẩu máu, tại vì tầm cẩu máu của Viking không phải là quá xa. Levi là người bị làm chậm một tí, vẫn có thể lui về được. Viking bắt đầu đẩy Gam ra khỏi khu vực sông và hướng về phía con rồng. Họ đang chờ đợi Nana tức nộ. Họ sẽ nhìn con Na này rất kỹ, cả hai đội đều nhìn con Na này rất kỹ. Nộ rất đẹp rồi. Kia có đủ stack rồi nha. Kia có đủ stack. Nếu móc Easy Love là người phải bỏ chạy bằng tất cả mọi thứ mà anh ta có. Nana đang tới với Na khổng lồ, thanh trừng sấy thẳng vào đầu của Elio, anh ta hết máu lui về. Kia cũng đang lao lên. Điểm hai cũng đầu tiên cho Levi, nhưng Kia đã phải nằm xuống. Nana có thể bị đánh ngất ngư và ta cũng gục ngã. Hai mạng cho Gam. Levi ngủ tốt và dứt điểm được KT. Hai thành viên còn lại của Viking đang phải rút lui. Phía bên này thì đã có thêm một mạng hạ gục nữa, đó là Imo bị những cái trôi cây của Guri tiến lên bảng điểm số, tiếp tục giao tranh.
Kuri còn trừng phạt không phải, ta vẫn còn trừng phạt nha. Levi thì thấp máu đang phải lui ra, Elio cũng quá thấp máu. Islet bắn quỳ, Levi lao thẳng vào tấn công vào tuyến sau của Viking nhưng không tìm được Bia. Cuộc đối đầu trừng phạt giữa Levi và Kuri và đó là rồng dành cho Islet. Levi phải trả giá, Islet nhảy tới bắn tiếp. Islet còn đúng một chấm máu. Islet bị bắn cùng với Bia, double kill cho Bia và Elio đang phải chạy. Tầm đánh rất xa của Senna lên đỉnh và sẽ là điểm hạ gục tiếp theo cho Bia. Triple kill. Và đây là một tình huống giao tranh mà người có rồng lại không phải là hai người trên rừng, đó là EasyLove. Người mang lại con rồng người tổ thứ ba của ván đấu dành cho Gam Esports. Họ cản được mạch rồng của Viking Esports nhưng họ bắt buộc phải lãnh chịu một tình huống giao tranh thua ở đây. Khởi đầu thì không phải là quá tệ cho bên phía của Gam Esports trong pha giao tranh vừa rồi. Nhưng Viking Esports vẫn còn đủ tài nguyên để tiếp tục. Và họ có trừng phạt, à không có trừng phạt, chưa đang ở trên bảng. Như vậy Shogun có sắp phép đổ qua được không? Để xem có thấu kính hay không, hay là có những tình huống can thiệp hay không. Đam thì rất to nhưng lại không có trừng phạt ở đây. Nanaway là người có độ tốt, gáp đoán được rồi. Na khổng lồ đang lao lên ngăn chặn, chia ra về mùa bị hút về phía của Nanaway. Baron cũng vẫn đã đổ. Đó là Baron cho ai đây? 700 máu còn lại khỏi bé Baron. Thậm chí là anh ta còn có thêm cả ma gục của Bia với cú gọi mẹ của mình. Bước ngoặt của ván đi đâu có thể là đây. Đó, một đó. Tình huống mà Gam họ cướp được bộ lại Baron khi Guri còn đang ở trên bảng điểm số. Và bên phía của Viking họ phát động tấn công Baron. Gam có được rồng, bây giờ họ có bộ lại Baron và họ đang đẩy ở đường giữa này. Đây là một con Baron như một món quà dành cho Gam Esports. Họ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Cái thanh trừng của KT đã bị chặn bởi tối kiên cường. Nhưng mà đây là pha phản công với chú quế đẹp đến từ Zyra của Guri. Elio là người bị móc lại và anh ta nằm xuống. Gam đang tạm thời bị lui ra một nhịp, nhưng Kia-ya đang cực kỳ tự tin. Anh ta đứng lại nhổ vào ba thành viên của đối phương. Nào đây đang tới với con Natini đánh liên tục Isilop, bắt buộc ta phải dịch chuyển cô học chạy. Nhưng Levi đang ngắm nghĩa, lạc lăn lóc thành công giữ chân Shogun lại. Bên phía của Gam vẫn, tôi nghĩ rằng hài lòng với chuyện là họ vẫn lấy được cái trụ... chưa lấy được trụ hai đường giữa. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đang rất thành công ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Họ có được con rồng này. Con rồng này là con rồng cực kỳ quan trọng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là họ có được bùa lại Baron để giảm đi cái lượng tiền chênh lệch so với đối phương. Và hiện tại lượng tiền chênh nhau không phải là quá nhiều. Đây là tình huống cướp Baron thành công với một cú triệu hồi rồng mẹ kết hợp với cái cú hắt xì đến từ Kia-ya. Và một cú quy nữa. Kia-ya có một cú quy trúng vào người Shogun. Nó có sát thương lan ra phía sau. Và đó là một lượng sát thương được dồn trong khoảnh khắc đến từ ba kỹ năng của Kia-ya để anh ta có được coi Baron dành cho Gam Esports. Wow. Thực sự là không thể nghĩ ra kịch bản của trận chung kết đánh thắng nó lại căng đến như vậy. Tình huống giao tranh tại không hàng rồng cũng chỉ còn đúng hai hỗ trợ là người duy nhất sống sót và để rồi. Đó là quét sạch cho Viking Esports để họ hướng tới Baron nhưng Baron không thành công. Và đây là một pha tấn công trụ quá nguy hiểm đến từ Guri và cả KT nữa. Họ nhận sát thương quá lớn đến từ Kia-ya. Chạy Guri một chấm máu đó nếu như ta bị làm chậm lại. Ở phía dưới này có một người đang buồn ngủ, đó là Nanoe. Ngủ xong tỉnh dậy màn hình xám rồi. Đúng là như vậy, một giấc ngủ rất sâu đến từ Nanoe. Anh ta sẽ tỉnh sau tầm khoảng độ 40 giây nữa. Vẫn có bùa lại Baron đẩy ở khúc này. Và lính kia đã bắt đầu tràn lên. Emo sẽ có được cái trụ thứ hai ở đường dưới. Bởi vì bên phía của Viking không có ai để có thể phòng thủ. Những bước đi liên tiếp thành công đến từ Gam Esports. Và họ đang để cho một con bài Smolder kết hợp với cả là hai xạ thủ của mình có thêm lượng tài nguyên. Và hơn nữa Levi chính là người cực kỳ quan trọng trong những tình huống mà có thể nói là gây sát thương trong giao tranh tổng. Cái ngưỡng sức mạnh đội hình của Gam Esports đã đến và họ đang tận dụng Baron rất áp lực, khiến cho Viking Esports đang liên tục bị mất đi những công trình ở cánh dưới bản đồ. Và đây sẽ là tiếp tục có thêm một trụ nữa dành cho Gam Esports, cùng với đó là cánh trên bản đồ. Thì Kia-ya đã có một pha triệu hồi chiêu cuối của mình để có mạng của Guri. Guri bị solo kill bởi Kia-ya. Thêm một trụ nữa của Viking Esports đang nằm trong tầm tấn công của Gam Esports. Và đây là một con Baron tới 6.000 tiền cho Gam Esports sau khi họ có thành công trụ 2 khu vực đứng trên của Viking Esports. Một biến số quá bất ngờ. Đã có rất nhiều đội và đã có rất nhiều cá nhân muốn thách thức vị trí của Gam Esports và Kia-ya. Nhưng phải có một lý do nào đó mà họ vẫn luôn ở đó. Ngày hôm nay trong ván đấu thứ ba này, chúng ta có thể nói rằng một tay Kia-ya đã giải quyết vấn đề cho Gam. Bất cứ khi nào mà Gam cần, Kia-ya lại lên tiếng. Chúng ta không thể nào trách được Viking. Chúng ta chỉ có thể khen Gam họ quá xuất sắc ở trong những tình huống then chốt như vậy. Không nấn ná đuổi Nanaway và quay trở lại để có thể cướp con Baron này. Cực kỳ tuyệt vời. Gam bây giờ họ đang hơn sau đối phương là tầm khoảng 3k tiền rồi. Và đại bác Linh Thành, một cái món trang bị rất quan trọng của Kia-ya để anh thằng này có thể làm mềm đối phương trước những tình huống giao tranh, đã có rồi. Và hơn nữa thì Emo cũng đã có thần kiếm cùng với cả một cái đại bác Linh Thành nữa. Levi cũng đã có thêm một cái giáp tay Seeker nữa. Thì đây là thời điểm mà Levi có thể chơi hổ báo với một cú tốc biến và lao vào với khúc du rừng thảm. Tuy nhiên cái chênh lệch về tiền này, tôi nghĩ rằng nếu như Viking tìm được một pha giao tranh đẹp nào đó, họ vẫn đang có một con Lucian 290 chỉ số lính với ba món trang bị lớn của KT. Đội hình của Gam nếu như không phải là một Elio vào một nhịp chống chịu tốt đây, thì sẽ bị bắn gục rất nhanh. Nhưng vừa rồi Elio là người bị móc.
thì bên phía của Gam không lo. Họ bắt đầu đẩy lính ở khu vực đường giữa lại. Họ bắt đầu đẩy Viking ra khỏi sông để có thể kiểm soát con rồng. Gam thiếu chống chịu và đây là rồng đất. Lại là Elio chịu sát thương. Và Sogan thì không trâu đến như vậy, nhưng Guri từ phía sau lao tới thả một chiêu cuối vào tuyến sau. Kia vẫn đang sống, tiếp tục lao lên hỗ trợ cho Levi. Còn phía bên này thì Emo lùa được Pierre. Sogan nằm xuống, mỗi bên mất một mạng. Nhưng Nane đang ở tuyến sau đội hình của Gam. Và góc về của anh ta hình như là không còn rồi. Nane sẽ là người tiếp theo nằm xuống. Và đây là mà gục giúp cho bên phía Gai Sport sẽ có con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này mà thôi. Từ một thế trận mất hết sâu, mất hết rồng đầu, mất hết cả sứ giả, mất hết cả ba trụ ngoài, thành một thế trận mà Gai Sport đang liên tục có lợi thế. Họ bóc toàn bộ dàn trụ ngoài của đối phương trước và sau đó họ hướng tới luôn cả con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này. Sau một tình huống giao tranh mà Elio, người duy nhất có khả năng che chắn, đã che chắn quá tốt, thậm chí trên đường móc mỏ neo của Sogan anh ta nhận lại một cú tuyết tê tái đến từ vị trí của Elio nữa. Elio sẵn sàng để đón nhận những pha tấn công vừa rồi. Và sau đó là Levi với khu rừng thảm đẹp tạo khoảng trống dành cho các xạ thủ Gang Sport lên tiếng. Có một mà hạ gục gỡ gạc cho bên phía Viking Sport, đó là mà hạ gục mà họ khai thác được quý dưới đất. Nhưng khi Nanoe có được cái mà hạ gục đó, anh ta không còn đường lui nữa rồi. Vẫn là 1-2, vẫn là dòng nguyên tố cho Gang Sport. Thực sự là Elio, anh ta che hết cái cú thanh trừng ở phần đấu rồi, không trượt một viên nào. Còn đứng trên thì ý đồ đến từ KT là anh ta muốn lấy cái trụ thứ hai đáp trả ngược lại tình huống ăn rồng của Gabi Sport đã bị Kia ngăn lại rồi. Thì đây là thời điểm mà hai team họ sẽ tiếp tục kiểm soát bản đồ. Con Baron chuẩn bị sẽ xuất hiện, tầm khoảng 48 giây nữa nó sẽ xuất hiện ở trên bản đồ. Và hiện tại thì Viking Sport họ vẫn có thể chơi được, nhưng họ phải cẩn thận con bài Spawner này. Phải có những cú móc hay là những cú mở chiêu cuối cực kỳ đẹp của Danoe để giúp cho Zara của Guri đặt ra những chiêu cuối đẹp bồi vào nữa, thì đó là tiền đề tốt nhất để giúp cho KT có thể bắn được. Bây giờ làm cách nào Viking có thể tìm ra được Kia đây sau giai đoạn, sau khi giai đoạn đi đường kết thúc? Khó. Thì nãy đến giờ khi một con Rom giữ vị trí tốt từ Elio và Kia chẳng có lý do gì để đứng lên cao cả, anh ta không cần phải đứng cấu máu. Việc cấu máu sẽ có Emo với lại Easy Love lo. Kia chỉ đợi khi nào mà bên phía của Viking mở thì anh ta sẽ đứng ở vị trí an toàn và phản công lại. Và Gaming Sport cũng có những tình huống kiểm soát cái lượng nộ của Nanoe rất là tốt để họ có thể hướng tới những tình huống ép giao tranh nhanh, hoặc là ván này cái con Na như thế này bọc sau tôi cũng cảm giác là áp lực của nó không nhiều, thậm chí có thể sẽ nhận lại một lượng sát thương lớn để phải lên bàn đấu xuống ngay lập tức nữa. Emo đang bị dình bởi hai thành viên bên phía của Viking Sport. Có đủ tỉnh hay không đây? Vẫn tỉnh rất tập trung lướt qua cái mảng tường đấy. Nếu như Sogan kéo thì anh ta cũng chỉ bị giật về một chút xíu thôi, và khúc tường đó sẽ giúp cho Emo có thể lùi về được. Dù sao đi chăng nữa thì Gam họ vẫn đang có lợi thế, còn Viking họ đang tìm những góc để có thể gỡ BA tấn công. Bắt buộc phải tốc biến chi dính một cái tuyết tê tái, tôi nghĩ là không kịp tỉnh đâu. Thanh tẩy hay không thanh tẩy gì cũng thế thôi, lượng sát thương. Kia chắc bắn tay một cái quạt quỳ cái chắc đi luôn ạ. Rất nhiều sát thương đến từ Kia rồi. Anh ta đang có 3 món trang bị rưỡi với cái lượng nội tại 339. Cái lượng nội tại lúc này đã bắt đầu có xu hướng vượt thời gian, và con Baron thứ hai thực sự là một vấn đề lớn của Viking Esports khi họ đã mất tới 6 trụ ngoài. Lượng tầm nhìn của họ ở tại khu vực 2 Baron lúc này đang phụ thuộc vào cái tầm nhìn từ cua mà thôi. Và họ di chuyển ra thì liệu rằng có kịp hay không? Tốc độ ăn là quá nhanh với 3 cái tam hợp kiếm của Gam Esports. Guri đâu rồi? Không, mới tới cửa hang Baron thôi thì Baron đã không còn. Gam đánh bật ngược ra, Elio đứng lên rất cao. Phía bên này Nanae đang tích nổ để biến Na khổng lồ. Guri đã phải tốc biến, Emo vẫn đang tiến tới. Kia gọi mẹ để hỗ trợ đồng đội của mình. Nanae sắp biến Na khổng lồ thì Gam ngay lập tức rút ra. Elio rất thấp máu nhưng hình như anh ta có giáp máu của mốc rồi. Gam họ đang càn lên, Sogan cũng đã có giáp máu của mốc này, anh ta sẽ lùi về được. Nhưng KT ở pha thứ đầu rồi, anh ta không được chơi game luôn. Dính cung ánh sáng, sau đó thì bị ép gấp đến từ Emo nữa. Bắt buộc phải lùi về, và Viking họ cũng không có tiền để, mặc dù Na có nộ rất đẹp nhưng không lao lên được ở pha thi đấu đó. Và một con Baron tiếp tục thành công dành cho Gam Esports để họ có thể snowball ván thi đấu này. Trong khi đó thì Viking họ vẫn phải chờ đợi những cú mở và đặc biệt là những cú chiêu cuối, nhưng chúng ta thấy là Gam họ chơi quá chặt chẽ ở trong những tình huống quan trọng nhất. Và khi Gam không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào thì Viking Esports cũng thực sự khó để có thể giao tranh tổng trực diện. Một ván đấu mà Kia cùng với Ileo là hai người thay đổi những con tướng của họ. Alista cùng với TF đã không còn, và thay vào đó là hai con bài đang phát huy tác dụng tối đa trong ván đấu này. Mất luôn bùa đỏ, tích tê tái cướp luôn. Và đây là ba xạ thủ Gam Esports có bùa đỏ. Viking thì không, họ sẽ phải chống đỡ tình huống đẩy. Vẫn còn 1 phút 50 giây bù lại Baron đến từ Gam Esports. Ileo lui về với đồng đội của mình, anh ta mất mốc một lượng máu khá là lớn. Nhưng mà Gam đang bị kéo giãn đội hình nha. Đội hình của họ đang phòng ngự đường giữa, thì có một Emo đẩy ở khu vực đường dưới. Nanoe tôi nghĩ rằng không đủ khả năng để có thể chống lại con Corki vượt trội hơn ta về mặt sát thương. Gam chỉ cần đơn giản là bảo vệ con xe để bao cái trụ ba đường giữa mà thôi. Và họ đang gây sát thương ở một cái tầm rất xa với Smolder cùng với cả là con bé Siêu, kết hợp với cả là những cung ánh sáng nữa. Bây giờ Emo đã bị tấn công nhưng đường giữa thì sẽ bị lủng.
Imo vẫn có tốc biến. Nào nè, biến na khổng lồ làm choáng thành công Thanh Sơn thấy vào. Cái chất và điểm hạ gục dành cho bên phía của Viking. Nhưng ở đường giữa thì Gam đã tiến vào và lấy trụ ba. Sogan đang tiến tới. Anh ta đang ngắm nghía. Nhưng mà Elio đang sẵn sàng che cho đồng đội của mình. Vẫn lách liên tục, không tìm được mục tiêu nào cả. KT có nào thần, có di chuyển hay không? KT có vẻ như có di chuyển hay không? Có di chuyển nhưng không dám ở vòng đấu rồi. Không dám. Như vậy là quyết định của Viking đó là đẩy đối phương lùi về mà thôi. Khi mà Guri cũng tung ra một cái chiêu cuối để cố gắng là ép lính và khiến cho đối phương không lính. Nhưng Gam họ lại có một lợi baron. Bây giờ tầm khoảng phút thứ 33 của ván thi đấu này và Viking họ đã thua so với đối phương tầm khoảng độ 5k tiền. Và họ đã mất đi cái trụ bảo vệ nhà lính ở đường giữa rồi, họ vẫn còn cái nhà lính ở đó. Con rồng tiếp theo sẽ là con rồng đất. Ở thời điểm này thì Viking có thể sẽ bỏ được nếu như mà họ để cho đối phương ăn. Và hơn nữa thì họ tìm góc sẽ đánh sẽ là tốt hơn thay vì việc là nấn ná ra con rồng này. Họ không cạnh tranh được luôn á, tại vì bây giờ họ không có tầm nhìn. Họ cũng đang phải đầu tư cái khoảng thời gian để đối phương ăn rồng. Thì họ cố gắng rải mắt lên khu vực cánh trên để coi là có tạo ra được bất ngờ gì ở trong những pha bắt lẻ hay không. Ba rồng đất, Gam thiếu chống chịu mà bây giờ được ba con rồng đất. Nhưng Nautilus đang bắt đầu di chuyển lên trên. Họ đang muốn tìm góc đánh. Và Imo đang đi chung cùng với cả Elio. Đây là một tình huống mà cả hai team đang bắt đầu hack não nhau. Có dịch chuyển đến từ Kiaya để anh ta có thể hội quân nếu như bên phía của Viking Sport bị lộ vị trí. Gam biết mà. Gam đã có những sự cảnh giác nhất định. Kiaya vẫn đang tiếp tục đẩy ở khu vực đường dưới với một con Smolder thăng tiến sức mạnh vô thời hạn. Quyết định của Gam Esports là buông bỏ trụ ở khu vực đường trên khi Viking cũng đã đầu tư rất nhiều người lên đây. Gam Esports đã có được 3 dòng đất liên tục trong một đội hình cần nhiều chống chịu hơn. Nó khác hoàn toàn so với ván thi đấu vừa rồi khi mà những con rồng lại là những con rồng hơi phế một chút. Và ván thi đấu này thực sự là vừa rồi là một sai lầm cá nhân của cái Imo nha. Đó là một sai lầm khiến cho anh ta phải nằm xuống khu vực đường dưới. Chứ nếu như anh ta không lướt thảm lửa Valkyrie lên để tấn công vào người của BE, tôi nghĩ là cái nhịp đẩy Baron với khoảng chừng 40 giây đó có thể đủ để họ ít nhất là có một cửa khu vực đường giữa. Nhưng kể cả là một sai lầm như vậy thì cái giá phải trả nó chưa phải là quá đắt cho bên phía Gam Esports. Họ vẫn đang là những người có ưu thế nhỉnh hơn hoàn toàn. Tôi nghĩ là giờ chúng ta cần phải check hồn con bài Senna này. Senna của BE không biết là đã có được bao nhiêu hồn rồi. Đây là thời điểm mà Senna có thể sẽ tỏa sáng nếu như bên phía của Gam họ đánh không cẩn thận. Và thời điểm này thì BE đã có được 133 chỉ số hồn rồi. Tầm đánh cũng rất là xa. Hơn nữa thì nếu như hoàn thành một cái double lên thanh sẽ còn xa nữa. Ở đường giữa thì Elio đã quyết định là đẩy Lusogan về. Còn đường dưới thì sao? Đường dưới thì Lucian đang đi trong rừng sẽ đụng độ với cả Lilia của Levi. KT, anh ta không bị dính cái hạt lăn lóc. Levi cũng không dám tiếp cận quá gần bởi vì gần đó là một con na khổng lồ. Nhưng mà đội hình của Gam đang xây dựng được thế lính đẩy ở đường giữa và đường dưới. Họ muốn đánh lại cái thế trước đó một lần nữa, nhưng lần này sự khác biệt là không có bù lại Baron. Nếu như vậy thì bên phía Viking Esports cũng sẽ chưa chịu áp lực quá nhiều. Gam Esports sẽ không đẩy đủ vào cái công trình tuyến 3 của Viking Esports nếu như không có được Baron Boost. Và như vậy thì cả hai bên sẽ tiếp tục cạnh tranh tầm nhìn để hướng tới con Baron tiếp theo của ván đấu này. Nơi mà bên phía của Viking Esports đang có một nhịp Aram tốt hơn với đông người hơn. Và họ sẽ là những người chiếm tầm nhìn trước ở tại khu vực hang Baron. Nhưng mà Gam Esports cũng sẽ tập trung đội hình của mình đủ nhanh để lấy lại tầm nhìn sớm thôi. Con mắt hình như không bị lộ, không bị lộ diện một chút nào. Do đây giờ bật cái máy quét lên, BM mới thấy con mắt này. Elio đang là người đi lên rất cao bởi vì anh chàng này là người chống chịu chính. Izilep đang muốn cấu xỉu máu bên cánh này. Hiện tại thì Gam họ đẩy xong ngôi lính và chuẩn bị cho tình huống set up quanh con Baron. Tiếp theo Baron sẽ chuẩn xuất hiện sau tầm khoảng 54 giây nữa. Cùng ngày sáng cũng ra BM đang bị làm chậm. Ở thời điểm này thì Gam họ đang tiếp tục đẩy lui đối phương về và tiếp tục chiếm cái phần rừng trên của đối phương. Guri đang ở trong khu vực rừng của mình, ở bãi sói. Nhưng mà cũng không có lý do gì để cho đội hình của Gam tiến vào chỗ đó cả. Levi vừa cắm mắt kiểm soát xuống, hai bên thấy mắt của nhau. Và chắc chắn là Viking là những người yếu thế hơn và đang phải lui ra. Baron còn khoảng chừng 30 giây nữa và họ đang có một cái bùa lợi cua để có thông tin trước ngay hàng Baron. Họ đang nhảy liên tục vào một con mắt ở khu vực bùa đỏ của Gam Esports mà BE cắm được. Đó sẽ có thể là một điểm đáp xuống dành cho Naname nếu nhanh ta kiểm soát lượng nộ tốt với con na khổng lồ đáp xuống. Đó là cách duy nhất để họ có thể chạm được vào con Smolder của Kiaya thôi. Còn cái tuyến đầu thì thực sự là không có đủ áp lực đến từ bất kỳ thành viên nào của Viking Esports để có thể tấn công Kiaya cả. Nhưng na của Nanoe đã hóa na khổng lồ rồi. Và chắc chắn là bên phía của Gam họ biết thông tin này để xem là ở con Baron khi xuất hiện thì họ có muốn ép nhanh hay không. Gam bây giờ họ đang tiếp tục đẩy cao với sự xuất hiện đến từ Kiaya. Đã có thêm một cái mặt nạ nữa dành cho Kiaya rồi để anh chàng này có thể đốt máu thời gian khi mà nhổ lan lên đối phương. Gam đẩy xong ngôi lính này và quay trở lại bù lại Baron muốn mở từ số gần. Không móc được ai cả, Elio đã lùi về, anh ta cũng không muốn bước vào pha giao tranh ở thời điểm hiện tại. Gam chắc chắn là luôn luôn nhìn về phía đường dưới để xem là liệu con Na đang ở trạng thái như thế nào. Và họ cũng sẽ chờ đợi những pha cấu máu đến từ Izilep hay là Levi. Tuy nhiên nãy giờ hai đội thi đấu tốt, Aram không ai mất quá nhiều máu, Levi vừa mất máu, đang cố gắng tìm cách hồi phục lại. Hạt lăn lóc trúng vào Guri, đã có một số pha cấu máu thành công.
Nhưng mà Nane đã làm tốt nhiệm vụ của mình, Gam bắt buộc phải nhấp vào Baron để kéo Nane về khu vực này. Nane vừa hóa na khổng lồ và anh ta nếu dịch chuyển lúc này sẽ là nạn tí nị nha. Tốc độ ăn của Gam là quá nhanh, Guri liệu rằng có tiếp cận được để trừng phạt hay không đây? Guri đang ở ngay phía trên, Sogan tiếp cận trước, Baron dành cho Gam Esports, thanh trừng đẩy vào đội hình của Gam. Imo là người mất máu rất nhiều, dịch chuyển có hơi trễ hay không đây? Elio bắt buộc phải thông biến bỏ chạy, Nane đáp xuống làm chậm Easy Love. Nhưng đội hình của Gam vẫn đang thi đấu gần với nhau và họ vẫn có thể về được đủ 5 người. Để xem là Gam họ quyết định đó là một tình huống phản công hay không đây. Di chuyển về tới cái trụ thứ hai dành cho bên phía của Gam. Đây là thời điểm mà con rồng chuẩn bị xuất hiện rồi. Gam họ sẽ kịp thời về nhà mua đồ và sạc mắt mua đồ chuẩn bị cho con rồng tiếp theo. Lilia của Levi đang luồn ra vị trí phía sau, biến về thành công dành cho BE rồi. Nhưng Nanawe thì sao? Anh ta là một con Akini nhảy qua tường thành công. Lucian của KT đang tìm một góc để bọc theo cánh cùng với cả Sogan tấn công con cua này, nhưng Gam họ phản công. Viking đang phải lui về, rồng mười mấy giây nữa lận, hai bên vẫn phải múa một tí, Ara một tí, cấu máu một tí. Với bộ lợi Baron thì sẽ có lợi thế hơn cho bên phía Ogam ở mảng này. Elio tự tin đứng cao, cung ánh sáng giữ chân lại, KT chưa về được. Còn Sugen thì may mắn không bị làm chậm. Bia cũng tự tin đứng cao để cấu máu vào Elio, người vừa bị trói lại. Rồng đã xuất hiện, Gam vẫn kiểm soát nó, cũng xu một và người. Họ bắt đầu tràn lên đánh rồi. Đồng hồ bị lấy, Guri cũng mất luôn tốc biến sắc hơn nhiều quá, Banta gục ngã, Kia đã gọi mẹ và KT cũng không thể sống được với cú double kill cho Kia. Sogan chắc chắn không thể làm được gì cả và ván đấu thứ hai này đã thuộc về Gam Esports. Và tỷ số sẽ là 2-1 hay chăng đây khi mà Gam họ đã thi đấu quá tốt ở người chơi đi rừng và người chơi đứng trên. Vẫn là anh Sàng và anh Khánh mà thôi. Gam Esports họ sẽ đẩy thẳng vào đường giữa này với bộ La Baron mà không cần rồng. Đây có lẽ là tình huống kết thúc ván đấu mà thôi. Một mình Nanoe là không đủ để có thể ngăn cản đợt đẩy đến từ tập thể 4 thành viên của Gam Esports. Họ chỉ nằm xuống một mình hỗ trợ Elio. 4 người còn lại có sát thương và đây sẽ là chiến thắng sau 39 phút. Vẫn đạt KPI trên 35 phút dành cho ván đấu thứ 3. Một ván đấu mà Kia đã thi đấu thực sự xuất sắc. Winland, solo kill, cướp Baron và dứt điểm ván đấu để đem về cho Gam Esports thắng lợi ở ván bảng lê. Một chiến thắng rất quan trọng ở ván thi đấu thứ 3 này. Và Gam họ đưa Viking vào trạng thái là không còn gì để mất, trạng thái chân tường rồi. Viking Sport họ bắt buộc phải giành chiến thắng ở ván thi đấu thứ 4 để nuôi hy vọng là thắng ở trong cặp thi đấu chung kết nhanh thắng này. Nhưng rõ ràng ở ván thi đấu này thì sự xuất sắc đến từ Kia xuyên suốt của ván thi đấu đã giúp cho Gam vươn lên dẫn trước. Và các bạn có thể thấy được cái khả năng thích ứng chiến thuật của Gam Sport là nhanh đến như thế nào. Họ nhận ra vấn đề ở ván đấu thứ 2 nó quá rõ ràng và họ giải quyết nó cũng rất trực diện. Họ không cấm Smolder nữa, họ là những người được lựa chọn nó trước.